Hồng Tú xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói do đài truyền hình SET TV thực hiện. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên hệ thống của đài, đặc biệt là trên trang YouTube tại Sài Gòn Entertainment Television. Và như thường lệ thì chào đón trở lại với chương trình ngày hôm nay chắc chắn không thể thiếu một gương mặt mà quý vị đã rất yêu thương trong thời gian qua. Đó chính là chị Thúy Phượng. Gửi lời chào đến chị. Chào Hồng Tứ cũng như chào quý khán thính giả. Cứ mỗi tuần chị em mình gặp nhau và gặp quý khán thính giả chia sẻ những lá thư rất là vui phải dạ, không? Đúng. Thành ra mình phải nỗ lực làm cho mọi người đều được vui khi mà có những lời đóng góp của tất cả mọi người để giải quyết những vấn đề khó khăn. Ha. Bây giờ mình sẽ vô với lá thư đầu tiên sau đây. Chào Thúy Phượng và Hồng Tứ. Tôi muốn hỏi ý kiến của hai cô. Con trai tôi tháng trước có dẫn một cô gái về nhà ra mắt. Nhưng mới cách đây 2 tuần, tôi gặp cô bé ngoài đường thì thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược với ngày về nhà gặp tôi. Ở ngoài ăn mặc rất hở hang và đi chung với một nhóm người nhìn cũng khá quậy, xâm trổ, cười nói ồn ào rất mất lịch sự. Tôi có nên nói chuyện này với con trai hay không? Là một người mẹ, tôi thật sự không an tâm với mối quan hệ này của con tôi. Là sao? Suy nghĩ sao? Nếu như mà hỏi Hồng Tứ, đặt Hồng Tứ là trong trường hợp của cô thì chắc chắn là em cũng sẽ không an tâm. Nhưng mà hỏi em là cái việc mà hình ảnh nó khác nhau đó thì nó có hợp lý hay không thì chắc một phần nào cũng hợp lý. Tại vì để ý là bất kỳ cô gái nào đi về nhà gặp mẹ bạn trai thì cũng sẽ muốn là cái hình ảnh của mình nó tốt nhất, chỉnh chu, đúng, nó chỉnh chu nhất, nó trang nhã nhất có thể trong mắt của mẹ bạn trai, chứ chẳng ai muốn về nhà với trong một cái hình dạng là xăm trổ rồi mặc đồ quần áo hở hang cả. Thì nhiều khi cái chuyện này đó là con trai của cô biết rồi, chứ chắc chắn là quen một người mà không thể nào mà không biết cái chuyện mà họ cái phong cách của họ như vậy cả. Nhưng mà em nghĩ là cô cũng nên nói chuyện với lại con trai của cô để mà giải tỏa cái tâm lý. Thì cũng có thể là chia sẻ, ồ hôm trước mẹ đi chợ hay là đi đâu đó thì có gặp cô bé này, sao ở ngoài đi chơi đi như vậy, thì không biết là cái tính tình của cô bé này làm sao. Thì có thể là cho con trai cô có cơ hội giải thích trước cái đã, trước khi mà mình đánh đồng hết tất cả là cô gái này là một người không đàng hoàng hay là một dân quậy phá, thì mình phải cho người con trai có cơ hội giải thích trước. Thì đối với lại chị thì chị thấy sao? Theo Thúy Phượng suy nghĩ như thế này nè, là rằng cô có vẻ quan tâm về cái hình ảnh bên ngoài. Dạ. Thì Hồng Tứ nói rất đúng, khi gặp cô ngày đầu thì dĩ nhiên em lúc nào cũng mặc chỉnh chu cho đẹp mắt cô, gây ấn tượng ban đầu, đúng không? Chính vì thế mà cái ngày cô gặp không hợp nhãn của cô, cho nên cô rất là không an tâm. Nhưng Thúy Phượng nghĩ rằng cái ngày đó mới là hình ảnh thật của cô gái đó. Thúy Phượng nghĩ là nếu thật sự là có chơi với những người xăm mình này kia đi thì có lẽ là Thúy Phượng ở đây lâu cho nên hơi cởi mở trong vấn đề đó. Thúy Phượng nghĩ xăm mình nó cũng chỉ là một cái awkward thôi. Dạ đúng. Đúng không? Nó chỉ là một cái awkward thôi. Có điều là mình không quen mắt thì mình cảm thấy ấn tượng xấu về cái đó. Chứ chưa hẳn là những cái xăm đó là những người không tốt như thế nào để mà cô không an tâm. Cho nên Thúy Phượng nghĩ tạm thời, cô an tâm trong cái lúc này đã, tạm thời. Đừng để cái sự không an tâm đó nó phiền đến cái sức khỏe của mình nhé. Chứ đối Thúy Phượng xăm không là gì đâu cô. Và đồng thời nói chuyện ồn ào rất mất lịch sự thì chỉ có cái đó thì Thúy Phượng suy nghĩ, thì không biết cái ồn ào mất lịch sự ở đây là họ ăn nói như thế nào thì không biết, cho nên mình không có bàn về vấn đề này. Tuy nhiên làm mẹ thì ai cũng lo lắng mong cho con của mình gặp một người bạn gái nhìn lúc nào cũng dễ thương, duyên dáng và hợp nhãn quan của mình, ăn mặc cho gọn gàng, chỉnh chu, đúng không cô? Nếu mà cô cảm thấy cái điều đó làm cho cô an tâm hơn để mà như vậy thì cô nên nói chuyện với cậu con trai đi, đúng không? Nếu vì cái điều đó để cho mình an tâm thì mình nên nói, chứ mình không nói nó cứ làm cho mình không an tâm thì nó hại sức khỏe, thì tại sao mình phải cứ để như vậy? Cứ mà nên nó nói, còn ảnh hưởng con đến mối quan hệ nữa. Đúng rồi. Mà đặc biệt đó, Hồng Tứ thấy là để biết được tính một người nó sẽ cần nhiều hơn là mình chỉ nhìn người dân đó bề ngoài, đúng. Thì thôi bây giờ nếu như mà cô bất an như vậy thì cô cũng có thể nói anh mời bạn gái về nhà chơi thêm nhiều lần nữa, nhiều lần, đến dùng cơm với lại gia đình, mình nói chuyện, mình tiếp xúc nhiều hơn thì và mình mời sẽ cả bạn bè luôn, đúng, để mời xem cái nhóm bạn đó là ai. Đúng, đúng, em thấy hợp lý. Đúng. Thì để cho biết là mình tiếp xúc nhiều hơn, mình biết được cái tính tình của cô gái này như thế nào. Chứ còn gọi là nếu như mà mình gặp một người chỉ mới gặp một lần, hai lần rồi nhìn theo vẻ bề ngoài mà mình đoán được tính cách của họ đó thì chưa hẳn là đúng chính xác như vậy đâu. Thì thôi bây giờ
mình tìm cách giải quyết để cho bản thân cô an tâm hơn là nói chuyện với cậu con trai. Mời bạn gái của con trai về nhà chơi thêm vài lần nữa, rồi mình tiếp xúc nhiều hơn để mà cái tình cảm nó gắn bó hơn nữa. Nó cũng sẽ tốt hơn là mình ngồi rồi mình tự mình suy đoán, lúc đó mệt đầu, nhức mệt đầu. Đúng không? Rồi thì bây giờ mình đi tiếp với lại email tiếp theo. Nói như thế này: chào chị Thúy Phượng và Hồng Tứ, em gửi email này hy vọng nhận được sự chia sẻ của chương trình vì em cũng không biết phải nói với ai. Em và anh quen nhau đã gần được 5 năm, vì anh và em không cùng chủng tộc, anh là người Ấn Độ. Gia đình của anh nhất quyết không chịu để anh kết hôn với người khác chủng tộc. Vì vậy từ đầu anh cũng đã nói với em là chuyện chắc không đi tới đâu. Anh và em cũng nhiều lần chia tay nhưng lại quay về, và anh cũng nói là anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Em quen anh chưa một lần được anh công khai, và thậm chí mỗi lần bố mẹ anh gọi điện, em phải lánh đi để không bị thấy trên màn ảnh. Bạn bè em thì ai cũng khuyên em không nên tiếp tục nữa, nhưng vì em nghĩ anh sẽ cố gắng thuyết phục được gia đình nên em vẫn ráng. Đến lúc này thì em thật sự không biết phải làm sao, liệu em có nên tiếp tục chờ đợi hay không. Vì em đi cũng không nỡ cho thời gian 5 năm vừa qua, nhưng ở lại không biết tiếp theo sẽ thế nào. Như thế này nè, Thúy Phượng xin đóng góp như sau nha. Em không nỡ cho thời gian 5 năm qua, đó là lỗi tại em. Bởi vì sao? Theo Thúy Phượng thấy, từ ban đầu anh đã cho em câu trả lời là tình cảm của hai đứa sẽ không đi đến đâu. Yeah. Tại sao em cứ như con thiêu thân, em nhào vào cái cuộc tình này làm chi? Mình thân con gái nó chỉ có một thời thôi nha. Tuổi xuân nó qua rất là mau, đừng đánh mất cái thời gian quý báu đó. 5 năm không phải là ngắn, thì cái tình cảm của mình lại càng sâu đậm với anh. Mà anh đã nói thẳng là tình yêu sẽ không đi đến đâu, và cái cả cha mẹ anh chỉ muốn anh lấy người sắc tộc Ấn Độ mà thôi, thì liệu coi cái 5 năm kế tiếp nó còn khó khăn như thế nào để mà mình đấu tranh nữa. Bạn suy nghĩ lại đi. Mình chỉ có một thời thôi, mình không có lâu thời gian nhiều đâu. Đúng. Em thấy là tại vì bỏ thời gian 5 năm thì giống như mình đầu tư vậy chị. Mình thấy trời, công mình bỏ nhiều ra quá rồi, giờ bỏ nửa chừng nó uổng. Thì em nghĩ đó, trong suy nghĩ của cô gái này vẫn đang có hy vọng là năm thứ 6, năm thứ 7 mọi việc nó sẽ tốt lên. Mà nuôi cái hy vọng ảo đó khiến cho cô gái này muốn đi tiếp. Tại nhiều khi mình nghĩ trời, giờ mình bỏ ra 5 năm rồi, rủi năm thứ 6 gia đình anh chấp nhận sao, còn bây giờ bỏ ngang thì mất 5 năm. Chính vì vậy mà cô gái này không nỡ bỏ. Chứ nếu như mà biết chắc chắn là năm thứ 6 nó y chang 5 năm còn lại thì mình không còn gì để mà mình luyến tiếc nữa. Thì thôi, rõ ràng đó, giống như chị Thúy Phượng nói, tuổi xuân của con gái nó chỉ có một thời mà thôi. Mà nên lấy người nào mà họ thực sự họ quan tâm đến cái cảm nhận, cảm nghĩ của mình. Tại vì Hồng Tứ thấy 5 năm là quá nhiều và quá đủ, chứ không có phải là mình nói là vừa đủ nữa, là quá nhiều rồi. Cái thời gian thanh xuân đó dành cho anh mà anh lại không có bất kỳ một cái bước tiến triển nào cả. Tại vì thêm một điều nữa mà em để ý đó, cái cuộc hôn nhân mà gia đình không chấp nhận nó cũng khó khăn rất là nhiều cho cái vấn đề về sau. Khi mà về sau đặt trường hợp nha, là có gây gổ gì giữa hai vợ chồng, không cần biết ai đúng ai sai, bố mẹ của anh thế nào cũng sẽ nói hồi đó đã nói con cưới con gái Ấn Độ rồi, tự nhiên cưới về một cô Việt Nam chi, rồi bây giờ nó như thế này. Đúng. Lúc nào chị cũng sẽ trong cái tâm thế là người có lỗi và người chịu thiệt thòi nhiều hơn cả. Tại vì giống như là anh đã nhún nhường để mà cưới được chị về nhà, chứ không phải là một cái niềm tự hào. Bởi vậy cho nên Hồng Tứ thiết nghĩ là bỏ càng sớm càng tốt, để mà cho mình cái khoảng không gian. Nào giờ là ít khi nào mà mình lên trên show mình nói là nên chia tay hay là như thế nào. Nhưng mà đây có thể nói là lần đầu tiên mà mình khuyên là cái nào mà mình buông bỏ được thì mình buông. Bạn muốn giữ thì cũng tùy, nhưng mà thực sự là suy nghĩ của hai chị em nó như vậy đó. Hai chị em là vậy thôi. Thì tùy chị quyết định như thế nào. Nhưng mà mình xem cái tương lai của mình có muốn đi tiếp, muốn chịu khổ như vậy nữa hay không. Thì để xem. Còn bây giờ trước khi chúng ta đi đến những bức thư tiếp theo mà chương trình nhận được, thì Hồng Tứ và chị Thúy Phượng xin được phép tạm dừng chương trình trong vòng ít phút. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868
Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Phượng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thông tin thương mại vừa rồi. Và bây giờ Hồng Tứ và Thúy Phượng sẽ quay trở lại với những lời chưa nói với bức thư kế tiếp như sau. Chào chương trình Lời Chưa Nói, em và chồng kết hôn đã được 2 năm. Gần đây em phát hiện là anh và bạn gái cũ vẫn còn nói chuyện với nhau. Người này em cũng có từng gặp một lần vì là bạn chung nhóm. Em hỏi thì anh nói là hai người chỉ là bạn. Em xem cách nói chuyện thì cũng không có gì là đi quá giới hạn. Nhưng em vẫn thấy rất bất an. Vì ngày trước anh chia tay cô ấy là vì gia đình anh không đồng ý cho hai người qua lại. Vì cô ấy đã có con riêng. Em nên làm thế nào? Em nghĩ là nên nói rõ những cái lo lắng của chị với lại anh. Thì nếu như mà một người chồng thật sự là quan tâm đến cảm xúc của vợ thì sẽ ngưng nói chuyện với lại cô này. Chứ mình cũng không có nên mình im lặng rồi mình chịu đựng một mình. Tại vì ở đây đó chị nói là chị xem tin nhắn thì thấy là không có gì đi quá giới hạn. Thì Hồng Tứ đang nghĩ là chắc chị thấy như vậy cho nên chị không muốn nói với anh nhiều. Tại vì sợ nói với anh thì anh lại nói là chị ghen bóng ghen gió. Nhưng mà với cái những lo lắng như thế này thì Hồng Tứ nghĩ là nên nói. Tại vì đặt trường hợp ngược lại là chị nói chuyện với lại bạn trai cũ đi. Mà ngày xưa hai người chia tay không phải là vì hết thương nhau mà lại vì gia đình cấm cản hay là như thế nào đó mà đến giờ vẫn còn nói chuyện với nhau thì anh chắc chắn cũng sẽ không thích điều này. Cho nên mình cứ đặt ngược trường hợp lại như vậy và nói chuyện rõ ràng với anh. Thì chị thấy như sao? Chị thấy là cũng lo chứ. Mình hiểu bởi vì sao? Tình xưa nghĩa cũ không rủ cũng tới. Đúng không? Bởi vì cái người này ngày xưa không phải là bình thường, ngày xưa họ sắp đi đến với nhau luôn mà. Cho nên tình xưa nghĩa cũ không rủ cũng tới. Mà đặc biệt là cái bạn gái cũ ngày xưa lại có con riêng rồi nhá. Thì nếu mà là một người bạn tốt thì cô ta phải tự trọng, không nên nói chuyện với chồng của em. Không cần biết là dưới hoàn cảnh nào để xây dựng cho tình yêu của em và để giữ giá trị tình yêu của cô ta với anh ấy. Chứ cứ nói chuyện với anh ta như vậy thì không có tốt. Cho nên em lo là đúng. Đối với Thúy Phượng em lo là đúng. Nếu Thúy Phượng là em, Thúy Phượng lo gấp mấy lần. Mất số phone luôn. Đúng không? Đó. Anh đổi số phone luôn đó. Kiểm tra chặt chẽ luôn đó. Đúng không? Thì thôi cứ nói chuyện với anh đi để mà anh hiểu cái tâm trạng của chị hơn. Rồi mình cũng nêu ra cái mong muốn của mình là em không muốn anh nói chuyện với cô gái này nữa. Tại vì em để ý nha, nhiều khi mình nói mà mình nói không đến nơi đến chốn á thì người ta lại nghĩ là ồ thì thôi bây giờ nói chuyện ít lại hay là nói chuyện bình thường hơn hay là như thế nào đó. Không, mình không muốn được. Gì là mình phải nói cho rõ. Muốn là anh không nói chuyện với cô gái này nữa là phải nói thẳng em cảm thấy như vậy và em không muốn anh nói chuyện với cô gái này nữa, chấm hết. Nói chung là phiên bản tập 1 anh nói chuyện kiểu này, phải không? Bản tập 2 là hoàn toàn không được nói. Đó, muốn cái gì phải nói cho rõ chứ không thôi mai này thấy anh vẫn còn nói chuyện. Ủa sao lần trước em nói em không thích rồi mà anh vẫn làm thì anh lại kêu ồ thì anh nói chuyện ít hơn. Đúng. Chứ đâu phải là em không muốn anh nói chuyện nữa đâu. Thì nói chung là muốn cái gì phải nói ra cho rõ để mà đối phương họ đáp ứng cái yêu cầu của đúng mình rồi. Những cái yêu cầu chính đáng như thế này thì ông Tứ nghĩ là anh nên làm. Đúng rồi. Rồi. Rồi thì bây giờ mình đi đến email kế tiếp nói như sau. Chị Thúy Phượng và Hồng Tứ chia sẻ giúp em sinh em bé đến nay cũng vừa được 6 tháng. Đây là con đầu lòng thì khi siêu âm biết con gái, mẹ chồng của em tỏ vẻ rất thất vọng vì bà rất trông cháu trai. Đến khi em bé chào đời thì bà cũng chỉ hỏi thăm qua loa và liên tục nói em phải chăm lo sức khỏe để năm sau còn cho bà cháu trai. Em thấy rất áp lực và tủi thân, em phải nói thế nào với chồng hay có cách nào để bớt buồn hay không? Chứ bây giờ em thật sự không biết phải làm sao.
Trời ơi. Đúng là trời ơi, là vì đối phượng trời ơi, là vì tại sao thời buổi này mà còn có phân biệt sanh con trai hay con Con gái trai, ha. con gái. Cũng lạ đó, tại vì bây giờ mình sống thế kỷ 21 rồi, lên cung trăng tới nơi rồi. Thôi thì như thế này nè, mình cho dù là cháu gái, bà thì thích cháu trai, thì mình cứ chứng minh khi mà đứa cháu gái này ra đời, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là vui. Vấn đề trai gái đối với hai vợ chồng là không có gì quan trọng cả. Bà phải nên chú tâm về vấn đề hạnh phúc của vợ chồng nữa, chứ không riêng vì cái niềm hạnh phúc của bà muốn có cháu trai mà bà cứ cho mình một cái áp lực, thì như vậy nó không có tốt cho đời sống hôn nhân vợ chồng. Phụ nữ, Thúy Phượng làm mẹ, Thúy Phượng biết nếu mà cho một cái áp lực đó, thực sự là Thúy Phượng không có chịu nổi đâu. Dạ đúng. Với lại thêm một điểm nữa để cho chị bớt cái áp lực là như thế này. Cái này thì người ta chưa có chứng minh được một cách rõ ràng, nhưng mà nhiều cái nghiên cứu họ thấy là để mà biết là con trai hay con gái, để mà dễ một người có con trai hay con gái, 50% cũng dựa vào người chồng nữa. Đúng. Chứ không phải là người vợ không, có nghĩa là cái sinh hoạt của người chồng như thế nào, cái lối ăn uống, cái chất dinh dưỡng của người chồng như thế nào nữa. Đúng, Chứ đúng. không phải là ông chồng không có trách nhiệm gì hết, mà cái Cái định đổ hình thừa. trai gái là phải do Đúng, người phụ người nữ phụ tất nữ. cả. Bởi vậy cho nên cũng bớt cái áp lực cho chị, có nghĩa là sinh ra con gái không phải là một mình chị mà là 50% của ông chồng nữa. Bởi vậy cho nên cũng nên nói chuyện với anh, nói là ồ, mẹ trông cháu trai, nếu mà anh thích con trai thì 50% của anh đó anh cũng phải gánh cái trách nhiệm À, này. nếu vậy thì ý kiến rất là hay, thì Thúy Phượng xin bổ sung cho cái ý kiến của Hồng Tứ như thế này. Hôm nào mà qua bên nhà bà chơi thì cứ nói bà là anh ăn uống cho no, cho bổ, cho khỏe để mà xin cháu trai cho bà. Thì ngày xưa bà xin cháu trai như thế nào, bà hướng dẫn anh cách ăn uống đi. Đúng. Chứ không phải là Đúng tất không? cả cái gánh nặng Nói như này đặt vậy đi, lên đúng chị. không? Là có nghĩa là do chất ăn uống tu bổ như thế nào đó mới có thể có được cháu trai. Thì ngày xưa bà làm sao, bà cứ chạy lại cho con, đúng không? Mà Để bớt cái áp lực đi. em thấy tội cái chị này một chỗ là chị nói là bây giờ làm sao để bớt buồn, mà em để ý những người phụ nữ mà sau sanh họ hay bị trầm cảm sau sanh đó chị. Cho nên không biết là nó có góp thêm một cái phần yếu tố khiến Có cho chứ, chị buồn bã nhiều hơn nữa. có chứ. Giống như bình thường mình nghe mình buồn, rồi sau sanh thêm những cái hóc môn mình nó thay đổi nó còn buồn hơn nữa. Thì nếu như mà trong trường hợp mà quá là không có ai để mà chia sẻ thì nên tìm bác sĩ tâm lý. Cái này em nói thật, có nhiều người châu Á rất là ngại đi bác sĩ tâm lý. Nhưng mà đối với lại những người mà đang trong cái tình trạng buồn bã mà bị trầm cảm thì em nghĩ cái việc mà đi bác sĩ tâm lý là một cái điều cần thiết. Rất là cần thiết, sẽ đưa đến stress và bị depression, bị anxiety thì không có tốt. Cái này đúng, Hồng Chí nói, Hồng Tứ nói như vậy là Tuyết Phượng đồng ý hoàn toàn. Cái bệnh này rất là phổ biến hiện nay ở Hoa Kỳ, rất là ghê sợ. Mà không có gì phải ngại đúng không chị? Đúng, Không và có không gì có phải ngại ngại nên hết. đi để mà bác sĩ cho mình những cái lời khuyên và uống thuốc nếu cần thiết. Và lá thư kế tiếp ha. Chị Thúy Phượng cho em hỏi, vì lần trước nghe chị chia sẻ là làm việc cho văn phòng luật sư, nếu em cũng muốn làm thì có phải đi học luật hay không, hay bắt đầu thế nào? Hiện em đang theo học Community College cho ngành Business, và em không muốn học lên thì có thể bước vào ngành nghề này hay không? Chị nói thêm giùm về em, công việc của chị hiện nay được hay không? Nếu đi theo con đường này thì tương lai em có thể làm thêm những việc gì? Việc này có giống những công việc văn phòng khác hay không? Trời, hôm nay bắt tôi chia sẻ chuyện làm việc riêng của tôi là sao trời? Nhưng Này mà là thôi kêu thì kêu tên đích danh chị luôn đó, mời chị. này làm khó mình nha. Thì Thúy Phượng chia sẻ đơn giản như thế này nè, công việc làm trong văn phòng luật sư nó hoàn toàn khác hẳn với tất cả các công việc văn phòng bên ngoài. Tại sao lại như thế? Là vì ví dụ mình làm cho một văn phòng bác sĩ, hay là một văn phòng bán vé máy bay, văn phòng bảo hiểm, mình làm cái giấy mình viết sai, mình có thể xé đi in lại, xóa đi in lại. Nhưng khi mình làm văn phòng luật sư, hoàn toàn mình không thể làm sai được. Nhất cử nhất động những gì mình làm mình phải thật là chính xác, cho đúng và đúng giờ. Do đó Thúy Phượng hay đúng giờ, Hồng Tứ biết á, là thói quen rồi. Một là đúng giờ, hai là sớm hơn 5 phút, chứ không thể nào trễ được. Khi ra một phiên tòa mình chỉ có vài 5-10 phút, lúc mà luật sư khởi đầu phiên tòa họ có 5-10 phút, lúc đầu không tới 10 phút, 5 phút để họ cơ hội của họ nói những gì để thuyết phục tòa rồi đến người khác, cứ như thế, đó là luật sư. Và ngược lại, mình là những người phụ tá cho luật sư paralegal, thì mình phải chuẩn bị những giấy tờ rất là chu đáo, những cái discovery, những cái exhibit để cho luật sư có thể trình bày trước tòa những cái giây phút đó, để mà họ có thể biện hộ, họ thuyết phục được tòa những cái gì họ chứng minh đó là đúng. Cho nên bạn muốn học cái này thì nên học Legal Justice System nhé. Mình học 4 năm đại học thì mình sẽ làm trong những văn phòng rất là big law firm, và lương rất là khá và dễ kiếm việc.
Và sau khi mà trong tương lai khi mà không làm ở những văn phòng luật sư nữa thì cái con đường mà bạn hỏi là có thể đi theo những con đường nào khác chị? Thế Phượng thực sự chưa bao giờ làm cái ngành khác nên không biết, tại vì hoàn toàn legal luật nó khác với ngoài đời quá, không biết là những công việc ngoài đời họ cảm thấy ủa cô chỉ làm luật thôi thì làm sao như thế nào, cho nên Thúy Phượng không biết. Chính vì thế mà Thúy Phượng lại đi học thêm một ngành nữa là business management. Là đúng cái ngành mà bạn này đang học. Đúng ngành bạn đang học, nhưng mà Thúy Phượng không học ở college, Thúy học Thúy Phượng học trên upper level. Học lên lấy bằng 4 năm university. Thì nói chung đó là em thấy là tất nhiên là phải học lên nữa, chứ không thể nào mà ngưng ở ngay community college rồi sau đó là mình có đủ những cái bằng cấp chứng chỉ để mà mình đi làm. Thì phải nên học tiếp cho cái university, lấy bằng BA hả chị? BA, BS thì đại khái, đúng rồi. Mình học như vậy thì mình tương lai nó vững lắm. Và thậm chí nếu có cái bằng đó rồi, Thúy Phượng cảm thấy đi xin việc làm ở đâu nó cũng dễ cả. Vì Thúy Phượng đã thấy những người như thế rồi. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Thúy Phượng. Và thưa quý vị, câu trả lời vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Lời Chưa Nói ngày hôm nay của Hồng Tứ và chị Thúy Phượng. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúc cho tất cả quý vị khán giả luôn được nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Rất cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.